Xin chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ 5, 12 tháng 4 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin Qua Tình Đốm gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với thi Nga, phần nhận định của bình luận gia Đại Dương và sau cùng, bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Kế hoạch chiến tranh A Phú Hãng sẽ thay thế hàng ngàn binh sĩ Mỹ bằng các toán hành quân đặc biệt. Bản phúc trình của Tổng Thanh Tra cho thấy chương trình trợ giúp về tịch biên nhà bị sai sót Ông Gingrich tuyên bố rằng cử tri muốn ông lưu lại cuộc tranh cử của đảng Cộng hòa. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin kế hoạch chiến tranh A Phú Hãng sẽ thay thế hàng ngàn binh sĩ Mỹ bằng các toán hành quân đặc biệt. Đô đốc Bill McRaven, chỉ huy trưởng lực lượng hành quân đặc biệt đề nghị một kế hoạch tiềm năng về chiến tranh A Phú Hãng để thay thế cho hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ bằng các toán nhỏ hành quân đặc biệt kết hợp với người A Phú Hãng nhằm giúp cho quân đội không có kinh nghiệm của nước này đối phó với cuộc tấn công của Taliban khi quân Mỹ rút lui. Các toán hành quân đặc biệt này sẽ cung cấp cho người A Phú Hãng sự cố vấn thực tiễn về cách làm thế nào đẩy lui những cuộc tấn công, tin tức tình báo để giúp phát hiện ra kẻ thù và phương tiện thông tin để giúp gọi không yểm Hoa Kỳ nếu bị áp đảo bởi một lực lượng ưu thế hơn. Nếu được chính phủ chấp thuận, cơ cấu giảm quân này có thể trở thành lực lượng lâu dài mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng A Phú Hãng cho biết vào hôm thứ Ba tại Ngũ Giấc Đài là đất nước ông cần tới, có thể kéo dài thêm sau ngày rút quân Hoa Kỳ vào năm 2014. Đề nghị của ông McRaven Chung quy là một sách lược giảm bớt lực lượng chống nổi loạn nhắm vào việc bảo vệ dân chúng Afghanistan cũng như truy lùng quân Taliban và Al Qaeda. Đó không phải là kế hoạch chống khủng bố được tiến hành bởi Phó Tổng thống Joe Biden, vốn để cho quân đội Afghanistan chống đỡ một mình, trong khi giữ cho lực lượng hành quân đặc biệt tại các căn cứ được bảo vệ để từ đó họ có thể truy lùng quân khủng bố với nguy cơ tối thiểu. Kế hoạch của ông có thể cung cấp một phương cách để giảm quân số nhanh chóng mà không để lại khoảng trống an ninh khi binh sĩ Hoa Kỳ ra đi, như đã từng xảy ra tại A Phú Hãng trước đây khi lực lượng NATO rời khỏi một khu vực. Theo sách lực này, hàng ngàn binh sĩ hành quân đặc biệt như Biệt Hải và lực lượng Delta của bộ binh sẽ tiếp tục hoạt động với lực lượng đặc biệt A Phú để đột kích những mục tiêu khủng bố. Bản phúc trình của Tổng Thanh tra cho thấy chương trình trợ giúp về tịch biên nhà bị sai sót một cơ quan giám sát của chính phủ cho biết Bộ Tài chánh đã vội vã thực hiện việc cải tổ quan trọng về chương trình ngăn ngừa tịch biên nhà trong năm 2010, hạn chế khả năng của chương trình để giúp những người không có việc làm hay mắc nợ nhiều hơn giá trị căn nhà. Theo bản phúc trình được công bố hôm nay bởi Tổng Thanh tra đặc biệt về Cứu Nguy Tài chánh, quỹ được gọi là Hardest Hit Fund của Bộ Tài chánh, phụ trách phân phối ngân quỹ cho các cơ quan gia cư tiểu bang về một số các chương trình đã bị phiền phức bởi những trì hoãn và bất đồng với các công ty nợ thế chấp nhà, vốn phải tham gia cho chương trình này được thành công. Bà Christy Romero, tổng thanh tra đặc biệt của chương trình trợ giúp tích sản khó khăn hay Trouble Access Relief Program cho biết sự thất bại của Bộ Tài chánh trong việc ấn định những mục tiêu ý nghĩa cho chương trình đã khiến cho cơ quan này dễ bị chỉ trích cho rằng họ cố tránh né trách nhiệm. ủy Hardest Hit là một phần của việc cứu nguy tài chánh lớn hơn, được biết là chương trình trợ giúp tích sản khó khăn là một khoản cứu nguy trị giá 700 tỷ mi kim được chấp thuận vào lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngân quỹ này được thiết lập để sửa chữa những khuyết điểm trong nỗ lực trước đó của bộ tài chính để ngăn ngừa tịch biên nhà. Những người chỉ trích nói rằng chương trình nguyên thủy không giúp ích cho những người thất nghiệp hay mắc nợ nhiều hơn giá trị căn nhà của họ. Cuộc vận động vào tòa bác độc mở ra với những trận công kích dữ dội Tổng thống Barack Obama và đối thủ Cộng hòa Mitt Romney đã mở những trận công kích dữ dội vào nhau trong ngày hôm qua khi họ mở ra một cuộc chiến kéo dài 7 tháng để vào tòa Bạch Ốc. Ban vận động của ông Obama đã cho phổ biến một cuốn video ghi rõ giây phút vùng về của ông Romney trong cuộc vận động tranh cử và một lần nữa lại mô tả ông ta như là một nhà bảo thủ cô lập giàu có. Ông Romney công kích khả năng lãnh đạo kinh tế của ông Obama như là một sự thất bại và mô tả ông là một sự thụt lùi về kỷ nguyên các chính phủ dân chủ. Trong hai ngày liên tục, ông Obama đã cổ võ cho quy luật được gọi là Buffett, tức là một kế hoạch bảo đảm rằng những nhà triệu phú như cựu viên chức điều hành Romney phải đóng ít nhất 30% thuế lợi tức. Tại một sinh hoạt ở Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói rằng đảng Cộng Hòa đã chuyển sang cánh hữu và ông đã nhắc lại niềm tin của cựu tổng thống Ronald Reagan, một mẫu người bảo thủ Cộng Hòa, cho rằng giới giàu có phải đóng góp phần chia sẻ công bằng của họ. Tuyên bố với một số các nhà triệu phú và thư ký của họ, ông Obama cho rằng những gì ông Ronald Reagan kêu gọi lúc ấy là giống y như điều mà ông kêu gọi bây giờ, tức là quay trở lại sự công bằng căn bản. Tuần tới, Quốc hội sẽ cứu xét tới quy luật Buffett, vốn được đặt theo tên của nhà đầu tư tỷ phú và người ủng hộ ông Obama, tức là ông Warren Buffett. Theo các cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Ba, ông Obama được sự ủng hộ của 57% phụ nữ, so với 38% phụ nữ nói rằng họ ủng hộ ông Romney. Ngược lại, ông Romney được sự ủng hộ của 50% đàn ông, trong khi ông Obama được 44% đàn ông ủng hộ. Ông Gingrich tuyên bố rằng cử tri muốn ông lưu lại cuộc tranh cử của đảng Cộng hòa. Hôm qua, ông Newt Gingrich tuyên bố rằng vẫn có thể ông sẽ thắng cuộc đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Nói về cựu thống đốc Mitt Romney của Massachusetts, người đã tiến tới gần hơn cuộc đề cử một ngày trước đó sau khi đối thủ chính Rick Santorum của ông này bỏ cuộc. Ông Gingrich cho biết cuộc tranh cử chưa xong và ông Romney vẫn chưa chiến thắng. Ông nói thêm rằng rõ ràng là ông Romney chưa tới nay vẫn không có đa số phiếu đại biểu. Ông Gingrich nói đúng rằng ông Romney vẫn chưa có 1.144 phiếu đại biểu cần thiết để thắng được cuộc đề cử tại Đại hội Đảng công hòa. Nhưng ông Romney đang trên đà tiến triển tốt đẹp với hơn phân nửa tổng số phiếu đó. Trong khi đó, ông Gingrich theo sau ông Romney một cách đáng kể và sẽ cần phải thắng 94% số phiếu đại biểu còn lại trước Đại hội Đảng tháng 8 để được đề cử. Đó là công việc không thể xảy ra bởi vì hầu hết các tiểu bang sử dụng hệ thống tỷ lệ để phân phối phiếu đại biểu. Vị cựu chủ tịch Hạ viện này đã không thắng được phiếu đại biểu kể từ ngày 13 tháng 3, nhưng ông nói hôm qua rằng ông sẽ làm tốt hơn trong những cuộc bầu cử sắp tới, mà giờ đây ông Santorum không còn ra tranh cử nữa. Ông Gingrich hứa sẽ vận động cho tới kỳ đại hội ở Tampa, Florida, và nói rằng ông muốn giúp cho đảng Cộng hòa phản ảnh chủ nghĩa bảo thủ của thế kỷ thứ 21. Tại một cuộc vận động ở Delaware, ông Gingrich cho biết ông sẽ xem sự khuyến khích của cử tri và sự quyên tặng như là một dấu hiệu của việc tiếp tục ủng hộ cho cuộc vận động tranh cử của ông. Ông nói có khoảng 3.500 người đã quyên góp tiền bạc qua website của ông kể từ chiều hôm thứ ba, nhưng ông không cho biết đã gây quỹ được bao nhiêu. Ông Obama gây quỹ gần một triệu mỹ kim tại D.C. sau khi gây quỹ được chỉ dưới 2 triệu mỹ kim tại ba cuộc gây quỹ ở Florida hôm thứ ba, Tổng thống Barack Obama lại tham dự cuộc gây quỹ tại Washington D.C. vào tối hôm qua sinh hoạt không có báo chí tham dự được tổ chức tại khách sạn W gần tòa Bạch Ốc. Một viên chức thuộc ban vận động xác nhận rằng có khoảng 20 người ủng hộ tham dự sinh hoạt này. Mỗi người đóng 40.000 Mỹ Kim cho một vé, có nghĩa là tổng thống gây quỹ được ít nhất là 800.000 Mỹ Kim. Số tối đa mà một cá nhân được phép đóng góp cho quỹ chiến thắng của ông Obama, tức là ủy ban gây quỹ hỗn hợp Obama for America và ủy ban dân chủ toàn quốc là 35.800 Mỹ Kim theo quy định của ủy ban bầu cử liên bang. Tổng thống được phép thu tiền cho cuộc tổng tuyển cử và cuộc vận động không cạnh tranh cho việc đề cử của đảng Dân Chủ. Theo ban vận động tranh cử, bất cứ số tiền nào mà tổng thống gây được tại khách sạn W trên mức giới hạn cho phép sẽ được chuyển tới một số đảng Dân Chủ tại các tiểu bang.